Xin chào người đẹp mẹ. Hả? Cấp phước. Đi cấp phước. Yeah. Mấy cái cây này dễ thương quá hả? Nhỏ xíu à. Quá, đừng đóng cửa. Ủa, tới đây ngày 15 nó có xe nào nữa? Đây là chợ cấp phước. Cấp, chứ không cấp phước. Này muối gì? Coi ở chợ Mỹ nó bán trái gì không? Trái này trái gì mẹ? Trái cam hả? Trái cam. Còn trái này là cái gì? Trái bưởi hả? Ờ. Trái bưởi nhìn giống trái cam bự. Đó là trái bưởi. Trái bưởi Long An. Đây là khung cái chỗ mà bán rau trái cây. Mẹ mua gì vậy? Mẹ mua gì vậy? Ba trái lê nữa. Rồi đơm củ lê. Lê không có. Mama mua gì nữa vậy? Tỏi ở chợ Việt Nam toàn tỏi Trung Quốc không? Đây mua tỏi. 4 đồng sao? Lừa cực lực quá ha. À mua chuối không? Mua chuối đi. Có cả thanh long nữa nè. Khế nữa kìa. Xoài, dừa. Khế. Làm trời ơi 3.99 một trái. Dễ mang. Đu đủ dễ thương không? Đu đủ bao nhiêu? Đu đủ cũng 3.99 một trái. Kinh gì? Quá là mắc đi. Đây là cà chua đủ màu, cà chua bi đủ màu. Đây hộp bự hơn. Hello. Hello kìa. Mẹ mua gì vậy? Chuối. Mua chuối nhé. Rồi, cái mặt nó quen rồi. Đây. Đây nó có cái củ khoai mì nè. Có gừng nè, gừng quá trời, có sả nữa nè. Nghe chưa, có... Cái này là gì ta? Này cái này là cái gì? Aloe vera là cái... Không biết tiếng Việt cái đó là cái gì. Có củ su su. Có nghệ. Ôi nào nhìn đẹp chứ nè. Cái này cái gì ta? Cái dưa leo không hột này ngon. Dưa leo này nó giòn hơn là dưa leo bình thường. Dưa leo này ngon hơn dưa leo này. Này nhưng mà cái này mắc hơn, đúng rồi. Tại nó ngon hơn. Ái chà chà. Đây là có khoai lang bao nhiêu tiền? 4.99 tầng này nè. Tầng này là 4.99 nè. Trời ơi mắc quá. Đây là mấy cái hộp đồ ăn người ta bán sẵn này, có gà chiên với lại mashed potato. Cái này còn cái này là như khoai tây mashed potato với lại khoai tây nghiền với lại cái meatball. Đây là mì spaghetti với lại meatball nó bán sẵn. Gà tây thịt. Gà chiên. Quá trời. Đây là một nguyên một hàng kẹo, bên kia là mấy cái hạt. Trời ơi nhiều chưa? Kẹo quá trời kẹo luôn. Cái này là theo cái follow me. Vâng. Coi đây là con gà tây nè, trời ơi bự dám ăn. Bao nhiêu? Thao. Cái này 23.51 thao. Trời ơi, bự, dễ sợ bự. Đây, cái bàn tay to như vậy luôn á. Cái nó có mua đâu, con chỉ thôi à.
to dễ sợ to. Giờ đây là đi mua đồ làm bánh. Làm bánh cookie nhé. Hàng Việt Nam nữa chứ. Con mua đồ làm bánh cookie. Để làm gì lên? Dạ, làm lên chỗ bạn. Mù làm bánh. Trước giờ không có làm bánh nên không biết làm cái gì đây. Cái này nó đã có sẵn cái bị rồi nè, mua cái bị bánh này thử. Cái này nữa. Đây là nguyên một hàng kem luôn nè. Kem không là kem. Lấy cái hũ này nè. Mà coi trong phim Mỹ á, hay mấy đứa nó hay lấy cái hũ này nó ngồi nó lấy muỗng múc ăn. Coi mê dễ sợ. Đây là tủ đồ ăn nấu sẵn. Mua hay mua về ăn thử ta. Xong rồi ăn thử, mẹ quay mẹ ăn thử, mẹ đánh giá ngon hay dở. Khi nào mẹ ăn được á,